It's 6/6/2014. This is Annika's first shorty wetsuit. Uh-huh. She has a full wetsuit, but this is her shorty. So she's gonna open it. Her mother got it for her from Amazon. And let's see if she knows. Lena, get out of here. Go nice shorty. Wetsuit. Mommy, what you got on that? Wow. Wow. À, có đứng lên, đứng lên. Coi nó có giường không, đứng lên. Đứng lên. Rồi, cầm nó lên, cầm nó lên. Wow, đẹp quá. Rồi, giống áo của Daddy á. À, Neo Sport. Wow. It looks like it fits her, right? Yeah. Okay. Chờ nào đi jet ski cho con mang cái đó ha. Okay. Yeah. Yeah. Cái này nó bự. Tại sao nó sợ bự á? Con mang vô nó bự ra. Nó giống như Daddy á, nó nhỏ mà mang vô thì nó bự ra. Con nói thank you mommy. Không có miệng cái. Rồi. Ok, rồi, cái ngay quà nữa.